Câu chuyện quả bầu Chuyện quả bầu là chuyện cổ tích của dân tộc Khơ Mú kể về nguồn gốc của các dân tộc trên đất nước ta qua đó nói lên tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. 1. Vợ chồng người đi rừng và con rúi Ngày xưa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng bắt được một con rúi. Rúi lại van xin tha, hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha cho. Dúi báo sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt khắp nơi. Nó khuyên họ lấy khúc gỗ to, khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn đầy đủ 7 ngày, 7 đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, hết hạn 7 ngày hãy chui ra. Hai vợ chồng làm theo. Họ còn khuyên bà con trong bàn cùng làm nhưng chẳng ai tin. Hai người vừa chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây đen ùn ùn kéo đến. Mưa to, gió lớn, nước ngập mênh mông muôn loài đều chết chìm trong biển nước. Nhờ sống trong khúc gỗ nổi như thuyền, hai vợ chồng thoát nạn. Sau bảy ngày, họ chui ra. Cỏ cây vàng úa. Mặt đất vắng tanh không còn một bóng người. Hai. Câu chuyện quả bầu và nguồn gốc các dân tộc anh em. Ít lâu sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Thấy chồng buồn, chị đem bầu cất lên giàn bếp một lần hai vợ chồng đi làm nương về nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp lấy làm lạ họ lấy quả bầu xuống áp tai nghe thì thấy có tiếng lao sao người vợ lấy que đốt thành cái rùi rồi nhẹ nhàng rùi quả bầu lạ thay từ trong quả bầu những con người bé nhỏ nhảy ra người khơ mú nhanh nhỏ ra trước dính than nên hơi đen tiếp đến người thái người mường người giao người hờ mông người ê đê người ba na người kinh lần lượt ra theo đó là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay